Vâng, chào quý vị các bạn. Trở lại với chuyện ở Hồng Xe Hơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại khoang giao xe của Hà Nội Ford. Thì cũng chuẩn bị vào đầu tháng 11 dương, cũng là thời điểm gần như là thời điểm. Còn như đây là thời điểm lấy xe cuối cùng của năm 2019, vì các bác tài sẽ đợi, nếu như sang tháng 12 thì chúng ta nên đợi sang tháng 1 để có một cái đăng ký xe vào năm 2020. Hiện tại thì khoang giao xe và sưởng xe mới về của Hà Nội Ford đang khá là nhiều. Thì mình cùng xem ra các mẫu xe này hiện nay đang được bán với mức giá như nào, một cái loại bao nhiêu. Thì đầu tiên đó là Ford Transit vẫn 3 bản, Mid, SVP và Luxury. Hiện tại mức giá của 3 bản đang lần lượt là 695 triệu, 705 và 750. Có thể đàm phán thêm với đại lý. Và bên cạnh Transit Mid thì nó là dạng bản xe bán chạy nhất của Ford tại thời điểm này, Ranger XLS AT số tự động một cầu. Hiện nay chiếc xe đang niêm yết với giá 650 triệu và chương trình khuyến mại tùy theo xe, tùy theo màu xe và thời gian khách hàng dự kiến lấy, có thể tặng giá trị cách nhiệt hay trải sàn da. Bên cạnh đây thì cao cấp hơn số tự động một cầu thì đây là phiên bản số tự động số sàn hai cầu XLT. Mình có giới thiệu các video trước, mạ chrome chi tiết, được mạ chrome khá là nhiều. Từ mặt ca lăng này, kính này, mang cá này, cản sau này. Hiện tại thì XLT đang được niêm yết mức giá ngoài 700 cho cả hai phiên bản. Và chương trình khuyến mại cũng khá là nhiều, đâu đó khoảng 40-50 triệu, thậm chí hơn. Phải đàm phán trực tiếp với đại lý. Và mức giá lăn bánh thì kiến nghị nó đang rơi vào khoảng 750-770. Ok, sang Ford EcoSport thì EcoSport hiện nay vẫn bán chủ yếu là phiên bản Titanium số tự động. Và mức giá bán đang đâu đó khoảng 595 triệu tặng kèm phụ kiện. Thì với khách hàng ở Hà Nội thì lăn bánh sẽ rơi khoảng 700 và khách hàng ở tỉnh thì sẽ là khoảng 680 triệu. Ok, tuần vừa rồi có khá là nhiều Fortuner lăn bánh và ra biển. Thì hiện tại mức khuyến mại của chiếc xe này đang rơi vào từ 20 đến 30 triệu và mức giá vẫn được niêm yết là 1.060.000 cho phiên bản cao cấp nhất và 999 cho phiên bản Gen. Đây, rất nhiều XLS AT chuẩn bị giao. Và tất nhiên rồi, Ford Everest. 5 phiên bản thì 2 phiên bản Titanium vẫn được bán rất là chạy. Và khuyến mại thì 2 phiên bản cũng có mức khuyến mại khá là sát nhau, dao động từ 60 đến 80 triệu tùy bản, tùy màu. Nếu khách hàng có thể để lại comment ở phía dưới mẫu xe mà mình đang tham khảo và thời gian dự kiến lấy xe. Chương trình khuyến mại của Ford thì từ trước đến nay sẽ luôn cập nhật theo thời điểm, không cố định ở bất kỳ một thời gian nào. Đây, Ford Everest rất là nhiều. Nếu quý khách hàng có nhu cầu báo giá, so sánh review sản phẩm cũng như là cần tư vấn thêm về xe, vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đi kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.